Rồi, ok. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập giao diện và khai báo đường dẫn vật liệu, sử dụng vật liệu trong bộ 10K phiên bản 4.1. Đầu tiên chúng ta sẽ bật phần mềm BodyMark. Các bạn chờ trong giây lát. Điều mình muốn các bạn chắc chắn làm rồi là các bạn đã phải cài phiên bản V-Ray 3.0 trở lên. Ở đây Mark 2017 thì đã có phiên bản V-Ray 3.4 rồi. Các bạn chắc chắn phải cài nó sẵn. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau kích hoạt V-Ray và chúng ta sẽ thiết lập giao diện cho 10K vật liệu để chúng ta dùng. BodyMark mình mới cài nên nó khởi chạy hơi lâu. Các bạn cố gắng chờ trong giây lát. À, bắt đầu lên rồi. Ở đây các bạn thấy rằng mình đã cài V-Ray sẵn. Các bạn cũng nên cài và khai báo sử dụng trình render V-Ray là trình render mặc định để tránh hiện tượng thứ nhất là đen đen vật liệu khi chúng ta lấy qua. Một vài bạn thắc mắc với mình tại sao vật liệu đen. Đen là do các bạn chưa khai báo sử dụng V-Ray. Và một vài trường hợp không thấy map thì chúng ta cũng chưa khai báo sử dụng map. Vì vậy các bạn hết sức chú ý điều này. Rồi, phần mềm đã lên. Điều đầu tiên mình muốn các bạn chắc chắn là khai báo sử dụng V-Ray là trình render mặc định. Ở phiên bản 2017 này thì icon của nó là render setup ở đây, bấm vào. Ở đây mặc định trình render của nó là ART renderer này, mình bấm vào chọn ADV hoặc phiên bản V-Ray nào các bạn cài đặt. Rồi, ok xong. Còn nếu như các bạn muốn chắc chắn để lần sau chúng ta khai báo một lần thôi, lần sau khỏi, thì các bạn làm như sau. Vào customize này, show UI này. Bên này các bạn kéo xuống, chọn V-Ray. Còn bên này các bạn chọn light, sáng, dark, tối và nhấn set một lần thôi. Thì bạn khởi chạy lần sau thì V-Ray sẽ là trình render mặc định, các bạn không cần phải khai báo lại nữa. Rồi bây giờ mình nhấn OK. Chúng ta kéo vào đây, OK rồi. Vậy bây giờ mình đã khai báo V-Ray là trình render mặc định. Bên này hơi lỗi tí, mình thu phóng lại xem. Rồi vậy là mình khai báo kiểu này nó đang bị lỗi đen phần này. Xin phép các bạn mình tắt đi và bật lại. Bởi vì nhìn đen thế này rất là ức chế. Các bạn có thể đun xem. Lần bật lại thứ hai thì có lẽ nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mình bấm lại này. Ở bộ thư viện mới này thì mình cũng đã tích hợp thêm bộ ván ăn cường Acrylic MFC rồi veneer làm billet skin room. Mình nghĩ rằng sẽ rất rất nhiều các bạn có nhu cầu sử dụng những bộ thư viện này và những vật liệu được tinh chỉnh tinh giảm tối đa để làm sao có thời gian render nó nhanh nhất. Đây là bộ full 2017 cũng khá mới mà mình đi lượm lặt được ở showroom của An Cường. À, ngoài ra bộ vật liệu này chúng ta có thể tích hợp thêm Map HDRI. Đây là một cải tiến khá đáng khen. Nó sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho chúng ta. Rồi, giao diện bật lên có vẻ ổn hơn rồi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thao tác lấy bộ thư viện ra. Này, có vẻ như bị nhảy ra ngoài. Rồi, ok. Mình kiểm tra xem mình đã khai báo render chưa nhá. Rồi, đã có rồi. Nếu làm y như mình thì lần sau các bạn khỏi khai báo. Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy icon của bộ 10K ra. Bạn customize này, customize face. Các bạn chuyển qua tab toolbar, chúng ta kéo xuống dưới này, ở đây có all command này, bấm vào, kéo gần xuống dưới thôi, đó. Các bạn tìm xem ở đâu có chữ single stereo này, nó này, bấm vào. Bây giờ rất đơn giản, nhấn chặt chuột trái, kéo thả lên vị trí gần bằng vật liệu này, tắt đi. Vậy là chúng ta đã kéo cái biểu tượng ra, bây giờ chúng ta có thể truy cập được. Còn nếu muốn màu mè đẹp hơn, các bạn chuột phải vào Edit Button xuống dưới này. Mình thì hay chọn cái icon này. Còn bạn nào mà muốn đẹp hơn hay là hợp gu hơn chọn icon khác. Mình nhấn OK đóng lại. Vậy là mình đã chọn được icon, nhìn trông cũng khá là bắt mắt. Rồi, ok. Sau khi chúng ta đã thiết lập được một icon trông tương đối đẹp rồi, mình bắt đầu khai báo các đường dẫn vật liệu và khai báo đường dẫn bộ thư viện 10K.
các bạn làm theo mình nhé. Mình bấm vào này. Ở đây vật liệu tiêu chuẩn thì đã có sẵn rồi, nhưng các bạn bấm vào thì nó cũng chưa ra vật liệu đâu, bởi vì mình chưa dẫn map. Mình qua phần setting, các bạn dẫn nhanh đường dẫn map này. Ở đây là tiêu chuẩn là CVMPP map, tức là ở đây mình có map này nhưng mình để ở D. Nếu như các bạn copy đối tượng này qua ổ C theo đường dẫn này thì thực sự là cũng được thôi, nhưng sau này nếu như cài nhiều phần mềm thì ổ C chúng ta sẽ bị chiếm nhiều dung lượng, các bạn sẽ thấy hiện tượng đỏ ổ, và một vài lần render thì có thể nó văng file do Baymax đôi khi cũng chiếm dung lượng ổ C. Vì vậy mình khuyên các bạn nên để ổ D hay ổ E gì đó không sao hết, mình chỉ cần dẫn đúng đường dẫn là ok. Mình bấm vào đây, mình dẫn vào D này, VMPP này, chọn đúng map S4. Các bạn cũng có thể đổi tên nhé, cái này không nhất thiết, nhưng mà nếu như bộ tiêu chuẩn thì mình cứ giữ nguyên tên là hay nhất. Nhấn ok. Vậy là đã khai báo đường dẫn map thứ nhất. Thứ hai, ở bên này các bạn thấy bộ 10k là chưa có này, bộ thư viện mình tích hợp chưa có, mình có thể bấm vào đây. Các bạn chú ý dưới này nó có phần direct, cái này là uslip, mình sẽ dẫn đến bộ 10k của mình để load qua bên này chúng ta sử dụng. Các bạn bấm vào, các bạn lưu ý rằng mình cũng đang để ở D thôi. Ở đây mình có lip, lip 10k, bấm vào ok, load lên. Vậy là coi như mình đã load xong phần lip, load xong phần map tiêu chuẩn, mình đóng lại. Nhưng ở đây mình có phần map 10k mình chưa load. Nếu như các bạn load bằng phần setting phần này thì nó không có cho mình load. Vì vậy mình sẽ vào hệ thống của BodyMark mình load lên. Các bạn vào custom này, config upath qua xjam file, các bạn nhấn add. Việc này các bạn chỉ cần load một lần thôi, không cần load quá nhiều. Mình vào computer này, map này, mình bấm vào map 10k, nhấp đúp vào, vào trong luôn. Các bạn ấm vào add subpath, giả sử như nó còn cái đường dẫn hay là thư mục nào đó bên trong này, nó sẽ tự nhận. Mình bấm upath. Bây giờ chúng ta nhấn ok. Vậy là chúng ta đã khai báo được đường dẫn, chúng ta đã load được clip 10k vào. Mình bấm lại kiểm tra thử. Rồi ok, clip đã có hết đầy đủ. Ở đây có nền đất, nền đá này, gạch nền này. Bộ này thì load hơi chậm chút, các bạn cố gắng chờ, bởi vì khá nhiều vật liệu từ trên xuống dưới này, rất là nhiều. Thảm cỏ này, gỗ tổng hợp này, nói chung là nhiều lắm. Mình nghĩ rằng các bạn dùng chắc cũng không hết được đâu. Đó, các bạn thấy thế nào? Cũng đúng là khủng long. Cái này có một ưu điểm là hình render lại khá lớn, chúng ta để review được. Mình bấm chuột phải vào, các bạn có thể show review. Đấy, các bạn thấy to chưa? Rất lớn để chúng ta nhìn. Bây giờ bấm ra ngoài thì chú này nhược điểm là không tự mất cái hình review, mà mình phải chuyển qua tab bên cạnh. Đây là cái nhược điểm mà mình thấy cũng không hay lắm. Ở đây mình có map HDR này, có tích hợp thêm bộ Peter HDRI. Ở đây có 35 map HDR, mình nghĩ rằng cũng đủ dùng rồi. Còn trong quá trình các bạn muốn tích hợp thêm thì mình sẽ tích hợp sau, hướng dẫn các bạn tích hợp sau. Đây là bộ quan trọng nhất này, bộ An Cường 2017. Mình có ván Acrylic. Đó, có các mã số, các bạn chỉ cần add vật liệu, đưa mã số là ra An Cường lấy về mà làm thôi, rất đơn giản. Cả vân gỗ nữa, ván MFC. MFC thì mình chia làm 2V, V1 và V2, bởi vì nó khá nhiều, kéo từ trên xuống dưới thì cũng khá mệt đấy. Các bạn chú ý ở đây là một vật liệu nhé, mà có các độ bóng khác nhau để chúng ta sử dụng sao cho hợp lý. Thường thì mình nghĩ rằng MFC thì độ bóng ở cái phần này hợp lý rồi. Ở đây có veneer, ván veneer này mình thấy cũng khá nhiều. Đây dạng như veneer xoăn đào này, veneer sồi này, cũng khá nhiều đấy. Các bạn có thể lựa chọn trong quá trình mình thiết kế thì nó được nhanh hơn. Laminate Kingdom vôn 1, vôn 2. Đó. Bây giờ mình có thể hát sinh cái vật liệu này qua cho các bạn coi. Bấm này. Rồi, cái warning này các bạn chú ý này. Không hiểu cái bộ vật liệu này nó cải tiến kiểu gì mà mình hát sinh cái này qua cái bảng, người ta gọi là cái bảng material, cái bảng nâng cao á, là bảng này này các bạn.
là bạn này. Async qua phần sample plot này nó không cho. Các bạn chú ý mình bấm này. Async này. Mà nó chỉ hỗ trợ một bảng duy nhất. Đó là bảng này. Này hơi bị dở người chút này, compact. Bảng này thì lại cho async qua. Mình bấm này. Các bạn thấy không? Bảng này lại cho qua, còn nó bảng kia không cho qua. Mình nghĩ đây là cái hạn chế khá lớn. Bản cũ thì mình dùng thấy nó hay hơn bởi vì mình quen cái bảng vật liệu kia rồi. Mình có thể bấm lớn, các bạn thấy này, vật liệu cũng nhận rồi. Mình có thể bấm vào đây, Action tiếp. Rồi, review luôn. Tức là sau khi khai báo theo cách của mình thì mọi thứ đều đã ổn áp rồi. Mình có thể đóng lại. Các bạn chú ý ở dưới này mình luôn có những cái dòng hỗ trợ hay là giới thiệu về các cái DVD của mình. Các bạn có thể bấm một cái đường dẫn, nhưng bấm trực tiếp thì không ra đâu. Ở dưới này cũng có các playlist nói về VMPP, tất cả tổng hợp, có thể là hướng dẫn các bạn tích hợp thêm, hoặc hướng dẫn các bạn tích hợp một chuỗi list map đấy. Các bạn có thể tham quan những kênh YouTube của mình và chúng ta cùng học cách tích hợp những cái bộ thư viện của riêng mình. Đương nhiên các bạn bấm một nhát này nó không vào đâu. Các bạn phải làm như sau. Chuột phải này, các bạn add and edit note. Có thể các bạn sẽ copy cái địa chỉ YouTube này, dán lên trình duyệt thì nó sẽ ra địa chỉ của mình. Thì các bạn có thể tham khảo thêm những cái video bổ ích ở đó. Và bây giờ mình sẽ không save nữa, mình đóng lại. Thì trên đây mình đã hướng dẫn các bạn tích hợp các bộ thư viện vật liệu rồi. Hướng dẫn các bạn khai báo đường dẫn này và sử dụng đối tượng vật liệu như thế nào. Thì đương nhiên những bộ thư viện này có ưu điểm và có nhược điểm. Vừa rồi mình đã nói một vài cái nhược điểm của bộ thư viện này, còn ưu điểm của nó thì quá nhiều, các bạn đã biết rồi đấy. Bây giờ mình xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm bớt vật liệu, thêm bớt HDR. Rồi chúng ta sẽ có phần studio vật liệu ở bản mới này, chúng ta sử dụng như thế nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.